Kính chào khán giả của Thông tấn xã Vỉa Hè. Đây là bản tin tối. Bản tin tối lúc 21 giờ 15 ngày 19 tháng 8 năm 2018. Bản tin tối hôm nay Thông tấn xã Vỉa Hè sẽ điểm những tin tức xung quanh việc các cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố, điều tra, giải quyết các vụ án liên quan đến ông Vũ Nhôm. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ông Vũ Nhôm và những cán bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đà Nẵng. Đà Nẵng có một vài ông. Vâng. Thế thì ngày hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố hình sự về cái vụ việc là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây lãng phí theo cái điều 219 Bộ luật hình sự xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở, làm việc, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm các cái quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm các ông sau đây. Thứ nhất là ông Nguyễn Hữu Tín. Ông Nguyễn Hữu Tín là sinh năm 1957, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trú ở tại phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là ông Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đào Anh Kiệt là nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tức là cái ông mà khóa trước của ông Nguyễn Toàn Thắng ấy. Ông Nguyễn Toàn Thắng năm ngoái mình có làm một chương trình, mình live stream mà khen ông Nguyễn Toàn Thắng về việc là mùng 1 tháng 3 năm 2018 ông ấy chỉ đạo là lắp toàn bộ hệ thống quan trắc ở Thành phố Hồ Chí Minh, quan trắc các chỉ số môi trường, không khí, nước và bụi. Đấy, còn ông Đào Anh Kiệt này là nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nhưng mà là khóa trước. Vâng. Thế thì hôm nay có ông Nguyễn Hữu Tín là nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đào Anh Kiệt nha, hai ông bị khởi tố và các công tác là các cái quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú nha. Đó. Thế thì ở tại Đà Nẵng thì cũng có một ông Đà Nẵng có một ông là tránh văn phòng. Ông tránh văn phòng ở Đà Nẵng là ông ta, anh em nhà ông Tấn ấy. Anh em nhà ông Tấn cũng bị khởi tố. Thế vì sao bị khởi tố? Vì sao bị khám nhà? Tức là những ông này là liên quan đến rất nhiều ông là liên quan đến vụ án Vũ Nhôm nhá. Ông ở tại Đà Nẵng thì có ông Đào Tấn Bằng là nguyên chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ông Đào Tấn Bằng này là có em trai là một ông Đào Tấn gì đó bị bắt đợt trước là nhắn tin khủng bố, nhắn tin qua điện thoại khủng bố liên quan đến ông Huỳnh Đức Thơ đó. Đấy, ông Đào Tấn Bằng này là tránh văn phòng, và thời điểm năm ngoái là ông Đào Tấn Bằng là tránh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Thế thì trong ngày hôm nay thì có nhiều cán bộ từ Đà Nẵng đến Sài Gòn bị được các cơ quan điều tra, các cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an tiến hành các cái lệnh, các cái việc khởi tố, rồi là cấm đi khỏi nơi cư trú, tiến hành khám nhà. Cựu chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thì đã ngay chiều nay thì đã các cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám nhà. Đó. Thế thì dự kiến thì trong tương lai thì sẽ, trong tương lai gần thì những cái đối tượng, những cán bộ như là những ông cán bộ mà liên quan đến vụ Vũ Nhôm là chiếm đoạt tài sản của công, những cái mấy chục cái nhà như chúng ta đã từng biết ấy, thì sẽ được khui ra và những ông cán bộ ở Đà Nẵng này sẽ trở thành những củi. Vâng. Khởi tố ông Nguyễn Hữu Tín mới chỉ là một trong những mắt xích
rất là đơn giản thôi. Trước đó thì có những cựu cán bộ của thành phố Đà Nẵng là đã được khởi tố rồi, như là anh Minh này đó. Thế còn đối với Sài Gòn thì những cán bộ mà liên quan đến Thủ Thiêm, những sai phạm Thủ Thiêm sẽ được mở hồ sơ, và theo những kết luận thanh tra ở gần đây là những cái sai phạm ở Thủ Thiêm đã được thanh tra chính phủ công bố cái kết luận rồi. Và cũng giống như là các chương trình của CHTV đưa lên từ cách đây nhiều tháng, là những cái cán bộ mà liên quan đến dự án Thủ Thiêm cũng sẽ phải được được truy cứu trách nhiệm. Và trong đó những ông như là ông Tất Thành Cang và ông Đua, ông Hải thì sẽ liên quan đến trách nhiệm ngay từ khi mà dự án Thủ Thiêm được làm. Ngay cả cái dự án mà làm đường Thủ Thiêm, ví dụ là mười mấy 12.000 tỷ, có hơn chục km đường đó, thì cũng chắc chắn sẽ phải phải khui ra và đưa ra ánh sáng. Tại vì theo những chương trình chúng tôi bình luận đó, cập nhật và bình luận cách đây nhiều tháng, thì những dự án đó cho thấy là đã đầy đủ chứng cứ về việc những sai phạm trong quản lý nhà nước nhé, trong các cái đầu tư làm những cái dự án hạ tầng. Không thể là có những cái chuyện mà 12 km đường làm thế nào là những gần 12.000 tỷ, đắt gấp 4 lần đường Thủ Thiêm mà làm đắt gấp 4 lần đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường 5 quốc lộ 5B. Quốc lộ 5B có 250 tỷ 1 km, mà đường Thủ Thiêm các ông ấy làm thế nào những chục hơn 1.000 tỷ 1 km đấy. Thế cho nên là trong tương lai gần thì những cán bộ mà dính đến dự án Thủ Thiêm và dính đến các cái sai phạm về đất đai ở tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa ra ánh sáng. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều cán bộ đã trên mặt báo, trên các cái trang báo mạng thì cho thấy là đã hàng loạt cán bộ đã được các cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố, tiến hành ban hành những cái lệnh khởi tố, và có những anh thì bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ví dụ như mấy ông ở trong Đà Nẵng, ông phó ông Tránh Văn phòng Thành ủy đó, ông Tấn ấy, và còn nhiều cán bộ nữa của thành phố Đà Nẵng liên quan đến những dự án đất đai, tức là bán biển và Sơn Trà, thì sẽ được lôi ra ánh sáng trong thời gian tới. Và chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan điều tra của Bộ Công an, đứng đầu là ông Ngọc. Ông Ngọc là một người đứng đầu được giao nhiệm vụ trong cái mảng chống tham nhũng, tội phạm chống tham nhũng và chức vụ đó tiêu cực. Tại ông Ngọc ấy, ông mới được giao nhiệm vụ cách đây khoảng 2 tuần ấy, thì ông Ngọc ông sẽ tiếp cận được các thông tin của các kênh thông tin, trong đó có thông tin của CHTV, để đưa ra ánh sáng những quan chức sai phạm trong thời gian gần đây. Chúng tôi nêu ra, chúng tôi cập nhật rất nhiều vụ án, rất nhiều vụ việc liên quan đến những cái sai phạm và tham nhũng lớn ở trên cả nước, đặc biệt là mảng liên quan đến các mảng sử dụng, quản lý và tham nhũng đất đai nhá. Đó, thì hy vọng rằng ông Ngọc là cơ quan, là những người được đứng đầu, được Trung ương giao cho việc chống tham nhũng tiêu cực và tội phạm chức vụ, thì ông Ngọc làm tốt nhiệm vụ và kết nối được với các kênh truyền thông, đặc biệt là những kênh truyền thông như là CHTV, để có thông tin để đưa ra ánh sáng những quan chức dính đến những cái sai phạm đó. Và chúng tôi sẵn sàng là cộng tác với các anh chị em báo chí và các luật sư cùng với các cơ quan chống tham nhũng, để đưa các thanh củi của các tỉnh vào lò. Thanh củi là nhiều lắm, củi 63 tỉnh thành bây giờ nhiều củi đốt suốt ngày không hết nhá. Thế nên yên tâm là từ giờ đến Tết ấy, mùa khô ấy, bắt đầu mùa khô rồi, hôm nay là mùa thu, mùa khô, và chúng ta sẽ mỗi người dân, mỗi công dân sẽ góp sức để gom những thanh củi để đưa vào lò nhá. Và ngày hôm nay, trong ngày hôm nay thì rất nhiều củi đã được đưa vào lò. Xin chúc mừng những anh chị em báo chí đã góp sức, rất là góp những công sức của mình để góp phần làm trong sạch một cái môi trường giám sát, thực hiện các cái quyền thực thi giám sát của công dân, giám sát của báo chí, và giúp và đưa ra những cái con sâu ở trong bộ máy. Đó chính là những giặc nội xâm, những ông mà giặc tham nhũng chính là giặc nội xâm, như là các lãnh đạo trung ương và nhà nước nó cho chúng ta thấy. Những tham nhũng trong mảng đất đai, rồi tham nhũng, rồi tiêu cực, nó chính là giặc nội xâm đó. Thì mỗi công dân và mỗi nhà báo phải có nhiệm vụ góp sức để xử lý và tiêu diệt những cái đám giặc nội xâm này chứ.
Tại sao đây mấy ông này cứ bảo là đánh tham nhũng là ta đánh ta? Ừ, chết thật, thế thì ta là giặc à? Đánh tham nhũng là đánh tham nhũng, đánh tham nhũng là tiêu diệt giặc nội xâm, thế sao lại bảo ta đánh ta? Thế ta tự gọi ta là giặc à? Đấy đó, thế mùa hanh khô thì rất nhiều củi lửa. Và từ giờ đến cuối năm thì chúng ta đã vào mùa khô rồi, nhiều củi lắm. Thì hy vọng rằng các bạn phóng viên báo chí và những anh luật sư cùng với các công dân đưa hết những thanh củi ra cửa lò. Đó, ngày hôm nay thì các cơ quan điều tra đã đưa ra hàng loạt các thanh củi nha, khởi tố. Thế thì suốt từ Nam ra Bắc rất nhiều củi.